Như Tiền Phong đã đưa tin, Viện Kiểm sát Nhân dân quận 1 thành phố Hồ Chí Minh đã ban hành cáo trạng truy tố Nguyễn Xuân Hương Trang sinh năm 1992, ngụ ở quận Tân Bình, còn gọi là Trang Nemo, và các bị can khác cùng tội danh gây rối trật tự công cộng. Đây là lần ban hành cáo trạng mới nhất sau khi cuối tháng 11 năm 2022, Tòa Nhân dân quận 1 đã xét xử sơ thẩm và quyết định trả hồ sơ về để điều tra bổ sung. Tại bản cáo trạng lần này, Viện Kiểm sát Nhân dân quận 1 cho biết ngày 18 tháng 1, bị can Nguyễn Phúc Tuấn đã chết tại nơi cư trú ở thành phố Hồ Chí Minh. Theo kết luận giám định pháp y về tử thi ngày 13 tháng 3 của Trung tâm Pháp y Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh, nguyên nhân bị can Tuấn chết là do hen phế quản và sử dụng ma túy. Vào ngày 31 tháng 3, cơ quan điều tra công an quận 1 đã quyết định đình chỉ điều tra vụ án hình sự đối với bị can Nguyễn Phúc Tuấn và quyết định đình chỉ điều tra bị can Tuấn. Tại phiên tòa Tòa Nhân dân quận 1 hồi tháng 11, đại diện Viện Kiểm sát đề nghị hội đồng xét xử tuyên phạt tù tất cả các bị cáo, trong đó bị cáo Nguyễn Phúc Tuấn sinh năm 1991 ngụ ở quận 10 bị đề nghị tuyên phạt từ 9 đến 15 tháng tù. Thông tin từ công an huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội cho biết đơn vị đang tiến hành điều tra xử lý vụ việc một thiếu nữ chưa đủ 15 tuổi trong một ngày đã hai lần quan hệ tình dục với hai người đàn ông. Theo đó, thiếu nữ này là xác định là cháu A, sinh năm 2008 nhưng chưa tròn 15 tuổi tính theo tháng, quê quán ở Hải Dương. Thông tin ban đầu cho thấy vào khoảng tháng 1 năm 2023, cháu A có quen với T, sinh năm 2001, trú ở quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội, qua mạng xã hội và nảy sinh tình cảm. Sau đó vào rạng sáng ngày 7 tháng 4 năm 2023, T có gọi điện cho D, sinh năm 1988, quê quán ở Hà Nam, là tài xế taxi đến đón T và cháu A từ phường Cổ Nhuế, quận Bắc Từ Liêm để đi sang huyện Sóc Sơn. Tiền dưới là một nhà nghỉ ở xã Mai Đình. Tại đây, cháu A và T đã quan hệ tình dục. Đến sáng cùng ngày, sau khi trả phòng, T và A được D chở taxi sang địa phận xã Quang Tiến, huyện Sóc Sơn uống nước. Trong quá trình này, tài xế D gả gẫm cháu A cho quan hệ tình dục và hứa sẽ cho cháu 500.000 đồng. Cháu A đồng ý và tài xế D đã thuê nhà nghỉ ngay ở trên địa bàn xã Quang Tiến rồi đưa cháu A đến quan hệ tình dục. Xong xuôi, D cùng cháu A ra quán nước gần đó thì bị cơ quan công an mời về trụ sở làm việc. Hiện vụ việc đang được công an huyện Sóc Sơn củng cố hồ sơ để xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật. Ngày 12 tháng 4, phòng cảnh sát hình sự công an thành phố Hà Nội cho biết đơn vị vừa làm rõ đối tượng có hành vi biến thái, khiêu dâm, kích dục, quấy rối các nữ sinh đại học. Trước đó, công an thành phố Hà Nội nhận tin báo về trường hợp một kẻ biến thái hoạt động ở khu vực trước cổng trường Đại học Thương mại. Qua thời gian xác minh điều tra, cảnh sát làm rõ đối tượng có tên là T, 42 tuổi, quê ở Quảng Bình. Tại cơ quan điều tra, T khai bản thân là nhân viên sửa chữa tại một gara ô tô ở quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội. Vì nhu cầu sinh lý, vào sáng ngày 4 tháng 1, T đi xe máy che biển kiểm soát đến vỉa hè gần cổng phụ của Đại học Thương mại. Sau đó, T thực hiện các hành vi biến thái, khiêu dâm, thậm chí còn tiếp cận một nữ sinh đi bộ ngang qua. Đến ngày 22 tháng 2, đối tượng tiếp tục thực hiện hành vi tương tự. Nhân chức trách thông tin, T không có bệnh án hay tiền sử bị bệnh tâm thần. Hiện vụ việc đang tiếp tục điều tra và làm rõ.